Xin chào một ngày mới. Hôm nay bếp chay kỳ duyên của mình sẽ hướng dẫn các bạn một món mới chay nữa. Đó là món miếng xào rau củ. Và đây là khâu chuẩn bị. Đây là miếng. Miếng này là nó có cái màu đen như vậy là do cái bột của người ta chế biến như thế nào. Nhưng mà miếng này rất là dai nha các bạn. Nó dai mà nó giòn rất là ngon. Khi mình xào với miếng mình nên chọn lựa cái loại miếng này nè. Xào nó sẽ không bị nó không bị bở ở trong cái món xào của mình. Nó dai mà nó giòn nữa, nó rất là ngon. Khi mình ngâm rồi cái mình cắt ra, mình cắt miếng nó vừa ra. Bởi vì cái cọng miếng nó cũng dài lắm. Nên mình cắt ra cho vừa miếng mình dễ gấp ăn nha. Rồi. Và khâu tiếp theo là mình chuẩn bị sơ chế rau củ. Hôm nay mình sẽ xào miếng cùng với đậu hũ ki tươi. Đây là đậu hũ ki tươi và chả đòn. Chả đòn chay. Chả đòn này người ta bó bằng đậu hũ cộng cho nên nó cũng rất là ngon. Khi chúng ta chiên đậu hũ ki tươi lên cũng sơ chế, mình sẽ cắt đậu hũ ki chiên ra. Bởi vì cái món xào miếng của mình ngày hôm nay có thể mình sẽ chế nó là một món ăn tráng miệng hay hoặc là ăn kèm cũng được. Nếu mà mình ăn trong bữa ăn, bữa mình ăn sáng nó cũng là một món rất là ngon. Rồi đây là chả đòn, mình cũng cắt ra để chiên lên. Sau đó mình sẽ sơ chế rau củ nha. Ở đây mình có gồm có một ít củ đỏ. Mình sẽ cắt mỏng củ đỏ. Vừa thôi, đừng quá mỏng. Rồi, và đây là cải bẹ dúng. Chúng ta có thể xào cùng với cải bẹ dúng hoặc là cải thìa, cải xanh, cải ngọt, tùy ý thích của mỗi người thích xào với cái gì đó. Hôm nay thì mình thấy cải xanh rất là ngon cho nên mình muốn xào với món cải xanh, cải bẹ dúng. Tất cả những cái món chay này nó có đầy đủ rau củ quả, nó sẽ tăng cái độ bổ dưỡng lên cho người ăn chay mình nha các bạn. Khi chúng ta ăn chay thì rau củ là món chính. Nó làm cho cung cấp dinh dưỡng cho những người ăn chay rất là nhiều. Vì vậy mà trong những món chay của gia đình mình lúc nào rau củ cũng rất là nhiều. Đó là nguồn dinh dưỡng chính cho cơ thể của chúng ta. Rất là tốt. Trong đây vừa có dinh dưỡng, vitamin. Nên ăn chay hay ăn mặn gì thì bây giờ bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người nên ăn rau củ quả nhiều giờ. Bởi vì khi cơ thể chúng ta thiếu những cái dinh dưỡng này thì nó sẽ mất đi sức đề kháng rất là nhiều. Ở đây mình cho một trái dưa leo nữa nha. Những cái món xào này của mình mọi thứ mình đều sơ chế hết. Mình sẽ xào cho rau củ nó vừa chín tới nha. Rồi, khâu chuẩn bị mình chuẩn bị xong và gồm có ngò rí, một củ hành tây nhỏ gọn thôi. Mình xài chỉ nửa củ, không cần nhiều. Mình cũng chỉ sắc cho nó vừa miếng. Rồi. Mọi thứ mình đã sơ chế xong. Khi gồm có ngò rí và miếng mình nó cũng đã vừa mềm tới rồi. Mình chắc nước đi. Bỏ nước đi. Các
cái bó miếng này ngày hôm nay mình sẽ chia làm phân nửa, mình chỉ xào nửa phân nửa miếng thôi, mình không cần xào hết, xào nhiều quá ăn không hết, chỉ đủ hai người ăn thôi. Cái này mình làm đủ hai người ăn rồi. Sau tiếp theo mình sẽ bắt chảo lên, đây là chảo dầu mà mình chế biến hàng ngày trong gia đình của mình đã có sẵn. Thì chúng ta trước tiên sẽ sơ chế những cái chiên những cái đậu hũ mình chuẩn bị nãy giờ rồi. Cứ chiên lên. Cần dầu nóng cũng được. Thường thì có khi mình cũng có thể chiên đậu hũ tươi để mà mình sắc mình để vô nó cũng rất là ngon. Hôm nay mình cũng sẽ để vài món vô. Ở đây thì gồm có là đậu hũ kỳ bó, rồi đậu hũ kỳ chiên tươi, và cũng có thể mình sẽ chiên một ít đậu hũ tươi. Mình sẽ chuẩn bị một ít đậu hũ tươi nữa. Rồi, và đây là đậu hũ tươi, mình cũng sẽ chiên một ít. Cái gì vậy? Khi đậu hũ tươi chiên để chế biến món xào cũng rất là ngon nha các bạn. Mình cắt cho nó mỏng ra và sắc dài như thế này theo cái chiều dài của nó theo rau củ. Gia đình mình ăn chay gần lò đậu hũ cho nên cái món đậu hũ tươi của mình ở đây rất là ngon, của cái lò đậu hũ gần nhà của bà con, cho nên may mắn là gia đình mình ăn chay được có một cái lò đậu hũ tươi rất là ngon ở kế nhà, dễ ăn lắm, đầy đủ dinh dưỡng bổ dưỡng mà lại rẻ, không có mất tiền, cung cấp dinh dưỡng cho người ăn chay rất là đầy đủ đạm, không có độc hại gì hết, không có để quá chất, không có chế biến theo kiểu lớn hay là lò kinh doanh của người ta, lò gia đình, cho nên đậu hũ rất là bổ dưỡng. Rồi mình sẽ đợi cho đậu hũ nó vàng lên nha. Đòn vàng rồi mình sẽ trở về lại nha. Rồi trả đòn vàng lên mình gấp ra. Nó vừa vàng tới cũng được, không cần quá vàng. Bởi vì khi đậu hũ khi bó đòn này người ta đã hấp nó rồi cho nên mình cũng chỉ chiên sơ lược thôi, có khi người ta cũng để tươi như vậy người ta cắt ta bỏ vô. Rồi tiếp tục mình sẽ cho đậu hũ kỳ tươi vào. Đây là những cái món đậu hũ đầy bổ dưỡng dinh dưỡng chất đạm mình chuẩn bị cho món xào miếng của mình. Bởi vì trong ăn chay thì đậu hũ là món chính, rau củ quả, cho nên mình để rất là nhiều đậu hũ vô để ăn, cung cấp dinh dưỡng cho gia đình mình cũng tốt lắm nha các bạn, không có tiết kiệm, đậu hũ cũng rẻ tiền dễ ăn lắm. Rồi và đậu hũ kỳ nó cũng đã vàng, mình sẽ trở về đậu hũ kỳ. Đậu hũ kỳ nó cũng nhanh vàng lắm. Đậu hũ tươi cũng bắt đầu vàng tới. Đậu hũ kỳ chiên tươi này nó vàng lên, nó giòn, nó rất là ngon, giòn mà mềm, hương vị rất là đặc biệt. Giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chảo nha. Mình sẽ chuẩn bị một cái chảo để xào rau củ. Bắt đầu cho một ít dầu thôi, chút xíu thôi,
thường những cái món ăn chay của gia đình mình nấu mình để rất là ít dầu và đường. À, nêm nếm cũng không có quá nặng tay, mình chỉ nêm nếm nhẹ thôi nhưng mà khẩu vị nó vừa ăn là được. Mình sẽ chuẩn bị hành và tỏi. Rồi cho vào chảo nha. Tiếp tục chúng ta sẽ cho chả hồi nãy mình chiên đó vô. Mình sẽ lấy đậu hũ ra trước đi, rồi cái hảo quay qua xào. Rồi đậu hũ nó đã vàng tới hết. Mình cắt ra. Đây là đậu hũ chiên, đậu hũ tươi chiên giòn. Và đây là đậu hũ kỳ chiên giòn. Nó dính vậy lát nữa mình sẽ xé nó ra. Để khi mình chiên nó lên nó tươi với nó dễ dính đó. Mình sẽ xé, mình để vô mình xé nó ra. Rau củ quả trước. Trước tiên hành, tỏi và chả đòn. Đây là củ đỏ. Đây là rớt cải. Lá cải nó dễ chín, mình có thể để sau cũng được. Xào hỗn hợp lên, chúng ta sẽ nêm nếm nha. Mình sẽ để rất là ít đường, một ít hạt nêm, một muỗng ăn canh hạt nêm và một muỗng bột ngọt nhỏ, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Sẽ xào lên nha. Rồi
Rồi tiếp tục rồi mình sẽ để cải vào. Rồi mình sẽ đậy nắp lại một lát cho cải nó chín. Thau cải. Và khâu cuối cùng chúng ta sẽ để miếng vào. Đây là khâu cuối cùng mình sẽ để miếng vào nha. Để xào lên với rau củ. Chúng ta sẽ xào cho nó đều để mà miếng với lại rau củ quả nó thấm gia vị. Có thể xào khoảng 5 phút ở trên bếp cho miếng thấm gia vị và nó đủ chín. Khi miếng nó chín thì nó sẽ rất là dai và giòn. Như vậy thì hương vị nó mới ngon. Cùng mình sẽ để ngò. Bông điên điển. Miếng ngày hôm nay của mình xào có một ít bông điên điển nữa nha các bạn. Đây xin mời. Mình chỉ để ít thôi, không cần nhiều. Ở trong đó nó đầy đủ rau củ quả rồi. Mình sẽ để ngò vô tiếp tục và xào đều lên nữa. Ồ, miếng của mình rất là ngon, hấp dẫn. Rau củ quả và miếng cũng đã chín tới. Rồi một khâu nữa là mình sẽ bắt đầu tiếp tục để đậu hũ kỳ và đậu hũ mình đã chiên giòn vào. Đây là khâu cuối cùng rồi, chúng ta để xong trộn cho đều và ngắt xuống thì sẽ được thưởng thức. Đây gồm có củ hành tây, mình sẽ chung sau sau cùng luôn, mình xào lên. Trộn cho đều lên nha. Rau củ quả với miếng của mình ngày hôm nay là một dĩa món xào này ăn chắc khoảng 4 người được. Nếu mà khỏi ăn cơm. Tại vì mình định chỉ 2 người ăn thôi, nhưng mà rau củ mình để hơi nhiều, vậy ra hơi nhiều. Tính làm 2 người ăn, bây giờ tới 4 người rồi. Mình sẽ chia cho bà con mình ăn nữa. Rất là hấp dẫn và ngon. Đây là một món ăn chay rất là đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng. Mình hướng dẫn các bạn làm nó cũng rất là dễ. Cho bữa ăn chay gia đình của mình có thể làm để ăn sáng hay hoặc là ăn bữa cơm trưa cho gia đình. Rồi xong tắt bếp. Rồi chúng ta sẽ lấy cái dĩa để mà thưởng thức nha. Dĩa miếng của mình rất là ngon và hấp dẫn. Mời mọi người cùng thưởng thức. Xin mời ăn một dĩa miếng chay. Chúc một ngày tốt lành và hạnh phúc. Cầu mong cho mọi người được tâm được an lạc, trí tuệ sáng suốt, tâm thần an định. Nguyện cho hòa bình thế giới. A Di Đà Phật. Rồi xin chào. Đây là cái món miếng mình đã xào ăn buổi sáng. Như vậy thì buổi chiều còn lại khoảng hơn nửa dĩa. Thì mình sẽ chế thêm một món mới nữa. Là mình sẽ thêm miếng vô. Miếng mà mình ngâm hồi sáng mình xào còn nữa, mình sẽ thêm miếng. Và mỗi dĩa gì mình chia ra được 2 tô. Mình sẽ làm hủ tiếu, miếng, nước. Thì đây là khâu mình đã để miếng và miếng xào vô. Đầy đủ rau củ quả hết rồi. Thì cái khâu tiếp theo là mình sẽ luộc đậu hũ. Đây là đậu hũ luộc. Giờ mình sẽ nấu một nồi nước súp. Mình chỉ nấu đơn giản nước súp với củ sắn thôi.
Bởi vì tất cả rau củ quả ở trong cái miếng xào của mình nó đã có đủ rồi. Vì vậy mà mình sẽ nấu nồi nước súp sôi lên. Thì mình sẽ cho đậu hũ tươi và súp vào trong tô là xong. Rồi, đậu hũ luộc của mình nó cũng đã chín tới. Mình sẽ bỏ lấy nước nữa. Mình chỉ lấy đậu hũ tươi thôi. Như vậy thì cái súp và tàu hũ tươi này mình sẽ ăn với kèm với tàu hũ tươi với súp của miếng rất là ngon và bổ dưỡng, và nó là một bữa ăn nhẹ cho buổi chiều cho gia đình mình. Có thể là mình sẽ không ăn cơm buổi chiều, bởi vì khi ăn cơm buổi chiều nhiều cũng không tốt cho bao tử, cho sức khỏe của mình đâu, cho nên mình chỉ làm một bữa ăn nhẹ cho buổi chiều thôi, thì cũng gọi là bữa tối đó, không 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 cần thiết phải ăn nhiều. Rồi mình sẽ để lá quế lên thì nó giống y như là một tô hủ tiếu hay hoặc là một tô miếng mà bình thường vậy đó, nhưng mà nó rất là ngon. Nước súp đã sôi lên rồi, mình sẽ cho nước súp vào, chỉ cần cho nước súp vào thì chúng ta sẽ có một tô hủ tiếu rất là ngon. Đầy đủ dinh dưỡng, rất là tuyệt vời. Mình sẽ biến tấu món ăn. Đơn giản là miếng xào mình ăn xong thì còn lại thì mình sẽ nấu nước súp để vô. Chỉ là vậy thôi thì mình cũng sẽ có một bữa ăn nhẹ rất là đơn giản mà lại rất là ngon nữa, nha các bạn. Đây là cách mà mình chế biến, mình tận dụng thức ăn ở trong gia đình của mình. Thì buổi sáng mình đã ăn xong rồi thì buổi chiều mình sẽ tận dụng, mình sẽ làm một món hủ tiếu súp. Rồi xong. Ở đây thì mình cũng có một ít sa tế. Món ăn của mình cần để một ít sa tế vô cho nó tăng hương vị đậm đà nha. Nó cay cay cho nó hấp dẫn. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức. Một bữa hủ tiếu chay đơn giản, nó là miếng nó rất là ngon. Chúc mọi người ngon miệng, thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt. Nguyện cầu cho tất cả những người trên thế giới này dịch bệnh được mau qua, trong thời kỳ bệnh tật cúm nó lan truyền khắp mọi nơi thì ăn chay cho tâm nó thanh tịnh, nó an lạc. Nguyện cầu cho an lạc với hòa bình trên thế giới. A Di Đà Phật.